Chào tất cả các bạn thân em. Hôm nay là video số 6. Thầy nêu một số dạng chúng ta cần phải nắm được trong cái bài toán tính giới hạn hàm số. Thì ở video trước là thầy đã nói về cách nhân liên hợp bậc 2 cũng như là nhân liên hợp bậc 3, và cách phân biệt khi nào chúng ta rút và khi nào chúng ta nhân liên hợp. Bởi vì rút với lại liên hợp đó là hai cái cách làm chính để chúng ta xử lý. Chúng ta phải nhận dạng được trước khi chúng ta ra quyết định là chúng ta sử dụng cái phương pháp nào. Thì ở bài hôm trước còn một câu, ví dụ câu 4C. Bây giờ thầy sẽ giải nhanh câu 4C, sau đó mình sẽ lướt sơ qua là các bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ làm là những bài tập gì. Thầy nói lại đôi chút về câu 4C. Câu 4C: x tiến tới âm vô cùng thì cụm phía trước này x mũ 4 là tiến tới dương vô cùng. Như vậy cụm trước đây là dương, cộng cho dương vô cùng. Như vậy trên tử là dương vô cùng. Ở dưới mẫu là cũng là vô cùng. Thì bài này chúng ta chỉ việc rút ra thông thường là được. Nếu nói về trắc nghiệm thì đương nhiên chúng ta chỉ quan tâm đến căn bậc 3 của x mũ 4, và ở dưới mẫu nó là căn bậc 2 của 4x bình. Còn nếu bây giờ chúng ta dựa vào tự luận thì đương nhiên chúng ta phải rút như sau. Ở đơn tử chúng ta rút x mũ 4 ra khỏi căn bậc 3 thì khi đó chúng ta sẽ được x nhân cho căn bậc 3 của x. Ở phía trong còn lại là 1 cộng 1 chia cho x mũ 4 x mũ 3 trừ 1 chia cho x mũ 4. Ở phần này chúng ta rút x bình ra khỏi căn bậc 2 là trừ đôi x, bởi vì x tiến tới âm vô cùng, x âm nên phá ra, nên còn lại là trừ x căn bậc 2 của 1 cộng 2 chia x. Ở dưới mẫu chúng ta rút x bình ra khỏi căn bậc 2 nó là trừ x, trong căn còn lại 4 cộng 1 chia cho cộng 2017 chia cho x bình. Thì tới đây trên tử chúng ta sẽ rút x căn bậc 3 của x ra ngoài, thì khi đó cái cụm phía sau này nó sẽ tiến tới 0, và ở dưới này cũng tương tự. Chúng ta có thể tiến hành làm như sau. Khi chúng ta rút ra ngoài thì khi đó chúng ta sẽ được là ở đây là 1 chia cho căn bậc 3 của x. Ở dưới mẫu chúng ta chỉ việc rút x ra ngoài thì khi đó chúng ta sẽ triệu tiêu x. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta xét x tiến tới âm vô cùng cụm này tiến tới 0, cụm này tiến tới số 1, dưới mẫu tiến tới trừ 2. Như vậy nguyên cả cụm này nó là một số âm, căn bậc 3 của x
tiến tới âm vô cùng. Như vậy âm vô cùng nhân nhân âm thì đáp số của chúng ta là dương vô cùng. Bây giờ nếu bài này chúng ta nói về trắc nghiệm thì đương nhiên chúng ta chỉ quan tâm đến đây là một và mẫu là hai. Lý do số mũ của x ở cụm phía trước này nó lớn hơn số mũ của x ở cụm phía sau này, nên nếu nói về trắc nghiệm thì chúng ta sẽ làm nhanh như sau. Vậy ở dưới mẫu thực chất chúng ta chỉ quan tâm như đây tới đây, trên tử nó là x căn bậc 3 của x, ở dưới mẫu nó là trừ 2 trừ 2 x. Ít ít rút gọn tử tiến tới âm vô cùng nhân cho trừ 1/2 âm âm nhân âm đáp số là dương vô cùng. Thầy đang nói về trắc nghiệm, tức là chúng ta chỉ quan tâm đến bậc lớn nhất ở trên tử và bậc lớn nhất ở dưới mẫu, thì chúng ta sẽ làm khá nhanh như thế này. Nó cũng tương tự như những bài mà ở các video trước thầy đã có nói sơ qua. Chúng ta xong câu 4C. Bây giờ mình sẽ lướt một số bài ở cái ngày hôm nay. Câu A, rút song thường. Các bạn có thể là dừng video lại, chúng ta làm nhanh những bài tập này, sau đó chúng ta so sánh đáp số. Thầy bắt đầu giải nhanh câu đầu tiên. Câu này thầy sẽ làm theo kiểu trắc nghiệm. Thầy nói lại một lần nữa, câu này thầy sẽ làm theo kiểu trắc nghiệm để cho chúng ta giải quyết nhanh vấn đề. Ít nữa tiến tới âm vô cùng. Trên tử ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến 2x mũ 5. Như vậy 2 mũ 5 nhân x mũ 5 cộng phía sau trừ 3 mũ 4, tức là 3 mũ 4, bởi vì đó là mũ chẵn, x mũ 2 mũ 4. Như vậy chúng ta sẽ nhân số mũ lại, tức là x mũ 8. Ở dưới mẫu 3 mũ 3, ở đây là x mũ 2 mũ 3, tức là x mũ 6. Phía sau này chúng ta quan tâm là trừ 2x tất cả mũ 7, như vậy đó là trừ 2 mũ 7 nhân x mũ 7. Trên tử x mũ 13 dưới mẫu x mũ 13, như vậy thì tiêu hết. Như vậy chỉ còn lại là số hai mũ 5 nhân cho 3 mũ 4. Ở dưới mẫu 3 mũ 3 nhân cho trừ 2 mũ 7 trừ 3 phần 4. Chúng ta qua câu B. X tiến tới dương vô cùng. Thì bài này chúng ta chỉ việc là đưa cái 2 trừ x vào trong căn là xong. Chúng ta làm nhanh như sau. Khi đưa một cái biểu thức vào trong căn bậc 2, nếu biểu thức dương
thì chúng ta đưa vào trong căn chúng ta bình thường lên. Nếu biểu thức âm thì chúng ta đưa vào trong căn bình thường lên, đồng thời thêm trừ ở trước căn. Thì x tiến tới dương vô cùng thì rõ ràng 2 trừ x nó sẽ là một biểu thức âm. Thì như vậy khi đưa vào trong căn nó phải là trừ 2 trừ x tất cả bình nhân x ở dưới mẫu x bình trừ trừ 4. Thì tới đây chúng ta dùng phương pháp chúng ta rút thông thường là xong. Ở trên tử chúng ta chỉ quan tâm đến trừ x tất cả bình, như vậy trên tử thật ra chúng ta chỉ quan tâm đến x bình nhân x tức là x mũ 3, ở dưới mẫu là x bình. Như vậy bài này đáp số là trừ vô cùng. Và thầy cũng nhấn mạnh lần nữa là chúng ta đang làm theo kiểu trắc nghiệm, chứ nếu mà làm từ luận thông thường đương nhiên chúng ta phải rút x ra ngoài, và tới đây chúng ta cũng phải là rút gọn tử mẫu thì mới được. Câu C thế 2 thì ngay đây là được không? Ngay đây là được không? Như vậy thực chất đây là dạng không chia không. Chúng ta có hai kiểu làm, một là chúng ta đưa vào trong căn, hai là chúng ta rút chúng ta đưa ra ngoài căn. Ví dụ thầy là thêm một kiểu đó là đưa vào trong căn. Hai trừ x, x tiến tới 2 cộng tức là x lớn hơn 2 thì 2 trừ x nó là âm. Âm thì đưa vào trong căn chúng ta sẽ được là 2 trừ x tất cả bình, và nhớ là chúng ta phải thêm trừ ở trước căn. Thì tới đây đây là dạng không chia không, thì chúng ta phân tích thành tích x trừ 2 x cộng 2. Hai trừ x tất cả bình nó cũng chính là x trừ 2 tất cả bình. Thì sau khi rút gọn thì chúng ta sẽ được như sau. Thế 2 vào thì đây giới hạn này nó sẽ bằng 0. Chúng ta tiếp tục câu D. Thế số 2 lên tử, tử nó là một số. Thế 2 dưới mẫu thì mẫu là 0. Như vậy một số chia 0 thì chúng ta phải xét xem thử là nó tới dương vô cùng, âm vô cùng hay là không tồn tại. Thì chúng ta bắt đầu tiến hành như sau. Chúng ta bắt đầu tính giới hạn như sau. Rõ ràng khi thay x lên tử là giới hạn tử nó sẽ bằng số. Và cụ thể đây nó chính là dạng lên tử là 11 chia cho 0. Thì đối với dạng một số chia 0 thì chúng ta có 3 hướng để chúng ta suy nghĩ, là có thể là ra dương vô cùng, có thể ra âm vô cùng, nhưng cũng có thể là không tồn tại. Thì làm cách nào để chúng ta biết âm dương hay là không tồn tại thì chúng ta nên làm thêm một bước là chúng ta xét dấu mẫu. Thì xét dấu mẫu thì chúng ta có một bảng xét dấu. Ở đây nó chỉ là xét dấu bậc 2 thông thường. X bình trừ 5x cộng 6. Chúng ta lấy máy tính chúng ta bấm thì chúng ta sẽ thấy là nó có hai nghiệm là 2 và 3. Trong trái ngoài cùng như vậy là âm. X tiến tới 2 cộng tức là x nó rất gần tới 2 và nó từ bên phải tiến qua.
Thì thay ngay, mẫu là mẫu, mẫu âm. Tử thì rõ ràng là tử, tử dương. Như vậy, mẫu âm tử dương thì bài này đáp số nó là âm vô cùng. Là xong. Bây giờ chúng ta thay câu D bằng một câu trắc nghiệm. Thay x tiến tới 2 cộng là x tiến tới 2. Và giới hạn này có 4 đáp án: dương vô cùng, âm vô cùng, không hoặc là không tồn tại. Thì các bạn và các em suy nghĩ xem thử là chúng ta nên chọn đáp án nào. Thì quay lại câu D, chúng ta nhìn vào cái dấu của mẫu là chúng ta sẽ thấy khi x tiến tới 2 cộng thì giới hạn đó nó sẽ là âm vô cùng, mà khi x tiến tới 2 trừ mẫu vẫn là 11, mẫu dương, tử dương thì đáp số nó là dương vô cùng. Như vậy rõ ràng giới hạn tử giới hạn khi x tiến tới 2 cộng nó khác giới hạn khi x tiến tới 2 trừ, thì đương nhiên bài này nó sẽ là không tồn tại giới hạn khi x tiến tới 2. Vậy phương án là phương án D. Chúng ta tiếp tục. Câu E. Câu E là một câu giới hạn, nó có dính đến trị thừa đối. Thật ra chúng ta xử lý đơn giản như sau: x tiến tới trừ 1 trừ, tức là x nó sẽ bé hơn trừ 1. X bé hơn trừ 1 thì x cộng 1 nó sẽ bé hơn 0. Như vậy khi đó chúng ta phá trị đối như sau: x cộng 1 bé hơn 0 thì phá ra nó sẽ là trừ x cộng 1. Đây là dạng không chia không. Thì trình thử chúng ta đưa vào tích như sau: x cộng 1 nhân cho x cộng 2, thì khi đó x cộng 1, x cộng 1 rút gọn. Đáp số chúng ta thay vào là được 1. Tương tự là 1, dưới mẫu là trừ 1. Như vậy đáp số là trừ 1. Bài này thay một lên tử bằng không, thay một dưới mẫu bằng không, thì đây là dạng không chia không. Thì chúng ta có nhiều cách để chúng ta xử lý: đưa vào căn, hoặc là đưa ra ngoài, hoặc là chúng ta nhân căn trên tử lẫn dưới mẫu đều được. Thầy sẽ tiến hành nhân căn trên tử lẫn dưới mẫu. Như vậy khi đó chúng ta sẽ được là x bình trừ 1. Ở đây sẽ còn lại là căn x bình trừ 1. Chúng ta triệt tiêu được cái dạng không chia không ngay chỗ này. Và bài này đáp số nó sẽ bằng 0. Chúng ta có thể sử dụng sơ đồ Hopner. Chúng ta đưa vào x trừ 1 nhân cho biểu thức. Ở đây cũng tương tự cũng vậy. Câu G, thay x bằng 1, thay x bằng 1 vào thì ngay đây là một số chia không, bên đây cũng là một số chia không. Rõ ràng nếu chúng ta để y như thế này thì chúng ta sẽ không có xử lý được. Thì đối với bài này chúng ta sẽ quy đồng lên. Chúng ta quy đồng 1 trừ x mũ 3 trừ 3x trừ 3 và cộng 3x. Ở dưới mẫu 1 trừ x
1 trừ x nhân 3. Trên tử trừ x mũ 3 cộng 3x trừ 2, thay 1 vào thì tử bằng 0, mẫu cũng bằng 0. Như vậy đây là dạng 0 trên 0. Đối với dạng 0 trên 0 này thì chúng ta sẽ xử lý tiếp tương tự như những video thầy đã giảng ở trước. X tiến tới trừ 1 trừ, thay trừ 1 vào, ngay đây là 0. Ở dưới mẫu là 0. Như vậy đây thực chất là dạng 0 chứ 0. 1 chúng ta đưa vào trong căn, 2 chúng ta đưa ra ngoài. Đưa vào trong căn, chúng ta cũng có hai kiểu để đưa. Một là chúng ta đưa nguyên cụm, 2 là chúng ta chỉ đưa những gì cần thiết. Thầy sẽ làm theo hai kiểu. Một là chúng ta sẽ đưa nguyên cụm vào trong căn. Khi đưa vào chúng ta trong căn bậc 2, chúng ta lưu ý là xem thử cái biểu thức này nó dương, đưa vào trong căn bình phương. Nếu nó âm, đưa vào trong căn bình phương, kết hợp thêm trừ ở đằng trước. Thì muốn biết âm hay dương thì chúng ta chỉ việc là xét dấu là xong. Ngoài ra, nếu bạn nào không có rõ cái kiểu mà xét dấu thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta bấm vào là x mũ 3 cộng 1. X tiến tới trừ 1 trừ, tức là x nó tiến tới theo bên trái, tức là nó nhỏ hơn trừ 1. Chúng ta gọi vào. Nếu bạn nào rõ thì ta có thể nhỏ hơn trừ 1 thì chúng ta có thể là cho trừ 1,0001 chẳng hạn. Còn nếu bạn nào chưa rõ thì chúng ta cứ lấy cái chuẩn là trừ 1. Nếu trừ 1 cộng thì chúng ta cộng thêm 0,001 chẳng hạn. Mà nếu trừ 1 trừ thì chúng ta đem trừ thêm, ví dụ như 0,001. Rõ ràng là âm. Âm đưa vào trong căn bậc 2, nó là trừ x mũ 3 cộng 1. Ok, bình. Đây là kiểu thứ nhất. Kiểu 2, chúng ta chỉ đưa những gì cần thiết chúng ta đưa. Thì thực chất khi thay trừ 1 vào x mũ 3 cộng 1 nó bằng 0. Nhưng mà nó bằng 0 chính là cái chỗ là x cộng 1. Chứ ngay chỗ x bình trừ x cộng 1 hoàn toàn không bằng 0. Thì nguyên nhân có dạng 0 chứ 0 thì chính là cái chỗ này. Thì chúng ta chỉ việc thay x cộng 1 vào trong căn là được. X tiến tới trừ 1 trừ, tức là x nó nhỏ hơn trừ 1. Thì chúng ta hình dung x cộng 1 đương nhiên nó phải nhỏ hơn, nhỏ hơn 0. Nhỏ hơn 0, đưa vào trong căn. Chúng ta thay đây là trừ x cộng 1, tất cả mình. Tới đây, đây là dạng 0 chứ 0. Đề thức trên đề thức chúng ta làm thông thường như những cái ví dụ ở trước. Chúng ta tự làm. Đây là kiểu 1, đây là kiểu 2. Kiểu 1 đưa tất cả vào, sau đó trước sau gì chúng ta cũng phải phân tích. Và kiểu 2 chúng ta chỉ đưa những cái cần thiết gây ra dạng 0 chứ 0 vào. Câu cuối cùng, thay 1 vào, ngay đây được căn bậc 2 của 4 là 2. Ngay đây căn bậc 3 của 8 là 2. 2 trừ 2 hết. Như vậy đây là dạng 0 chứ 0. Căn bậc 2, căn bậc 3 thì chúng ta không có liên hợp chung được, mà chúng ta phải tách. Và bài này chúng ta phải thêm bớt như sau. Để đơn giản thì các em thể hình dung như thế này.
khi thêm 1 vào thì cái căn đầu tiên nó là số số 2. Và phía sau nó cũng là 2. Thì căn trước này chúng ta thêm bao nhiêu? Chúng ta chỉ việc là trừ 2 cộng 2. Như vậy căn trừ 2 là 1. Và phía sau đây lấy 2 trừ đi căn 3 là 2. Chúng ta tìm thêm 2. Chúng ta cộng thêm 2. Chúng nữa chúng ta sẽ liên hợp cộng này và liên hợp cộng này. Liên hợp bậc 2, liên hợp bậc 3. Xem lại những video trước thì chúng ta sẽ xử lý được bài toán như thế này. Video sau thầy sẽ bổ sung thêm một số bài tập dạng như câu y, tức là phải thêm bớt thì khi đó chúng ta mới tiến hành nhân liên hợp được, và sẽ bổ sung thêm những bài tập nâng cao một tí xíu, và cuối cùng thầy mới hướng dẫn chúng ta sử dụng Casio để giải bài toán giới hạn dãy số. Vì Casio nó chỉ là một công cụ phục vụ thêm cho chúng ta, chứ nó không phải là cái công cụ chính. Nhiều bài toán nếu chúng ta chỉ dựa vào Casio thì đương nhiên kết quả nó sẽ gây nhầm lẫn và thiếu chính xác cho chúng ta. Thì các bạn có thể là click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất, và đương nhiên khi có video mới up lên thì các bạn sẽ là người nhận được thông báo đầu tiên. Nếu bạn nào chưa xem các video trước thì có thể là truy cập vào kênh YouTube Toán cấp 3 để xem lại. Thì thầy đã làm 6 video, một số dạng còn như là cơ bản nhất chúng ta phải nắm. Thì nếu trong quá trình học ở trường, ở lớp, nếu bạn nào cái phần giới hạn dãy số có bài tập nào hay, hay là bài tập nào cần thầy giải đáp, thì có thể các em có thể là gửi mail về địa chỉ là toancấp3.edu.vn a@gmail.com. Thầy sẽ tổng hợp và khi đó thầy sẽ làm một video giải đáp. Nhớ là những bài tập dù bạn làm được rồi nhưng mà có thể là nếu mà thấy hay thì có thể gửi mail về cái địa chỉ này, thì khi đó thầy sẽ tổng hợp lại mỗi bài một ít, một bài vài bài toán hay, thì khi đó tổng hợp lại và cho chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Thì chúc tất cả các bạn năm mới dồi dào sức khỏe và học tập ngày càng tốt hơn. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.